Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ngồi lên đây để giải đáp một số thắc mắc của các bạn. Trong thời gian gần đây á, thì mình cũng có nhận một vài câu hỏi nó khá là hay. Thì nó liên quan tới cái vấn đề học tiếng Đức. Đa số những câu hỏi nó xoay quanh tới vấn đề đó là học tiếng Đức như thế nào để cho nó hiệu quả. Học tiếng Đức như thế nào để cho nó nhớ lâu. Ôn thi tiếng Đức như thế nào để có một kết quả tốt. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này và chia sẻ cho các bạn. Thì bản thân mình á, cũng là một người học tiếng Đức cũng khá là lâu rồi. Thì từ cái việc bắt đầu học cho tới bây giờ thì mình cũng có được tích lũy được một vài kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn, dành cho 4 cái kỹ năng đó là nghe, nói, đọc và viết. Và không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ tới nội dung chính của video, đó là phương pháp như thế nào để học tiếng Đức cho hiệu quả. Cái đầu tiên, cái mà các bạn phải đặt ra được ở đây đó là cái mục tiêu học. Các bạn phải xác định được rằng là mục tiêu các bạn học tiếng Đức để làm gì. Các bạn học để chơi hay là các bạn học sang để đi du học. Vậy khi các bạn học để đi du học ấy, các bạn bắt buộc đạt phải chứng chỉ đó là B1. Vậy để đạt được chứng chỉ B1 trong vòng 9 tháng, 10 tháng hay là 1 năm thì cái đó sẽ phụ thuộc vào cái quá trình học của các bạn. Khi mà các bạn có được một mục tiêu học rõ ràng, một cái lộ trình học rõ ràng thì việc các bạn đạt được tấm bằng B1 và sang Đức thì nó sẽ rất là nhanh. Có rất là nhiều bạn rất là chăm chỉ đặt cho mình một cái lộ trình cụ thể, một cái mục tiêu cố định và nhìn nó và phấn đấu. Thì cái việc các bạn học được tiếng Đức, học dễ tiếng Đức và dễ đạt được một cái trình độ mà mình mong muốn thì nó sẽ rất là nhanh hơn. Thứ hai, để có thể học tiếng Đức tốt thì các bạn bắt buộc phải tạo cho các bản thân của các bạn đó là một cái lịch trình học. Lịch trình học ở đây là gì? Đó là các bạn phải viết ra các bạn buổi sáng các bạn sẽ học những gì này, buổi chiều học những gì và buổi tối học những gì. Các bạn hãy phân chia cụ thể nó ra. Cái lịch trình ở đấy không phải là giáo viên tạo cho bạn, cũng chả phải là bố mẹ tạo cho bạn, mà là chính bản thân bạn tự tạo cho các bạn. Khi đó thì các bạn sẽ biết rằng hôm nay tao phải làm gì này và buổi tối đó tao sẽ học cái gì. Và khi các bạn làm được một cái lịch trình như thế trong một thời gian ngắn rồi tới thời gian lâu dài thì cái trình độ tiếng Đức của bạn sẽ đạt được khá là nhiều và giống như một cái là khả năng chinh phục cái mục tiêu của các bạn đặt ra. Thì các bạn hãy xem đây, đây là cái lịch trình hàng tuần của mình và nó khá là nhiều. Thì đây là trong vòng 2 tháng của mình, đó là gì ạ? Từ tháng 7 cho tới tháng 8 bây giờ, đấy là cái lịch trình mà mình tự tạo cho bản thân của mình. Nó sẽ làm cho bản thân mình có một cái thói quen đó là làm nó, thực hiện nó trong ngày hôm nay, không có để qua ngày mai. Cái việc mình có câu là gì ạ? Việc hôm nay chỉ để ngày mai, đúng không ạ? Thì mình cứ tạo cho bản thân mình một cái lịch trình như thế này, rồi là mình hãy thực hiện nó. Và trong một thời gian gần và ngắn nhất, các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu. Và nói thật với các bạn nhá, nhờ có một cái lịch trình như thế này mà nó đã tạo ra cho bản thân mình một cái thói quen để mình có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra mỗi ngày. Nó thực sự rất là quan trọng và rất là có ích với bạn. Các bạn không tin thì các bạn cứ thử đi. Mình cam kết rằng nó sẽ giúp các bạn đạt được cái mục tiêu sớm nhất có thể. Cái yếu tố thứ ba mà nó sẽ giúp cho các bạn học tốt tiếng Đức ở đấy đó là cái việc bạn sẽ tập trung vào việc học ngữ pháp cho nó chắc và học nhiều từ vựng từ khi các bạn đang học ở trình độ A1 hoặc là A2. Thì như các bạn đã biết đấy, ngữ pháp và từ vựng đó là hai cái yếu tố rất là quan trọng khi mà các bạn học một cái môn ngoại ngữ nào đấy. Không chỉ tiếng Đức mà những cái môn ngoại ngữ khác nó cũng vậy. Khi các bạn học tốt cái ngữ pháp ở trình độ A1 và A2 rồi thì khi các bạn lên B1 thì nó sẽ rất là dễ dàng. B1 thì là mọi thứ, nó chỉ là mọi thứ nâng cao của A1 và A2. Nó chỉ có một chút khác biệt thôi, đó là bạn sẽ học thêm những cái grammatic nó hơi phức tạp một tí, nhưng nó không có nhiều. Tất cả đơn giản chỉ là nâng cao của A2 thôi các bạn ạ. Và nhiệm vụ của các bạn ở đây, trong thời gian ở đây là các bạn hãy trau dồi vốn từ. Các bạn hãy học thật nhiều từ vựng về những cái chủ đề khác nhau. Đấy, và đặc biệt bạn nó có giỏi nữa thì hãy là học thêm những từ vựng liên quan tới cái ngành nghề các bạn muốn học ở bên này. Nó sẽ thực sự giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Tiếp theo, mình sẽ nói tới cái việc đó là việc học qua thực hành. Người ta bảo là học sẽ đi đôi với hành, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ tập trung nói về hai cái kỹ năng quan trọng, đó là kỹ năng nói và kỹ năng nghe. Đầu tiên là mình sẽ nói về kỹ năng nói. Vậy mình sẽ luyện kỹ năng nói như thế nào? Thì như các bạn đã biết đấy, trong một lớp sẽ có từ 5 đến 7 bạn là cùng nhau học tiếng Đức. Cố gắng tạo cho các bạn một cái môi trường học và nói tiếng Đức. Thay vì mình nói với nhau bằng những câu tiếng Việt cơ bản hàng ngày thì mình hãy áp dụng những gì mình học trên lớp để nói với các bạn bằng đó là bằng tiếng Đức. Thì nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen đó là gì ạ? Phản xạ và nói tiếng Đức tốt hơn. Cái cách thứ hai để luyện kỹ năng nói đó là gì ạ? Các bạn sẽ có những cái đoạn hội thoại, những cái đoạn dialog ở trên YouTube ấy. Và các bạn hãy bật phụ đề lên. Các bạn hãy nghe để làm quen với cái âm. Và sau đó hãy lặp lại. Thì cái việc lặp lại ở đấy nó sẽ giúp cho các bạn đó là nói tốt hơn, nói rõ hơn.
và cải thiện được cái cách nói tiếng Đức của bản thân của các bạn. Đó là cách mà bản thân của mình đã áp dụng trong thời gian mà mình đã học tiếng ở Việt Nam. Cách tiếp theo là mình sẽ nói tới cái kỹ năng đó là luyện nghe. Nghe ở đây thì sẽ có hai kiểu nghe. Thứ nhất đó là nghe thụ động và nghe chủ động. Nghe thụ động ở đây là gì ạ? Đó là các bạn hãy cứ nghe đi. Cứ nghe nhiều nhất có thể. Thay vì mình nghe những bài hát, bài nhạc Việt Nam á, thì là mình cứ nghe bài hát, bài nhạc tiếng Đức, hoặc là mình cứ nghe người ta nói chuyện bằng tiếng Đức. Có thể là các bạn không hiểu cái gì, nhưng mà cái điều mà mình chắc chắn ở đấy đó là nó sẽ giúp các bạn cảm âm và mở cái tai các bạn ra, để các bạn có thể làm quen và phản xạ tốt khi các bạn sang đấy và nghe người Đức nó nói như thế nào và sẽ hiểu nó như thế nào. Thứ hai đó là nghe chủ động. Nghe chủ động ở đây là gì? Các bạn sẽ nghe và các bạn bắt buộc phải hiểu rằng là cái nhân vật, cái đối tượng nó đang nói tới cái gì. Khi nghe như thế, các bạn hãy viết ra một tờ giấy. Nghe một lần này, viết ra này. Nghe hai lần này, viết ra này. Và sau khi nghe tới lần thứ ba, các bạn cảm thấy mà không tự tin, không chắc chắn rằng mình viết đúng hay là sai, thì hãy bật phụ đề lên và các bạn hãy coi nó. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cách luyện nghe như sau. Các bạn có thể nghe ở trên YouTube, các bạn có thể bật lên và nghe. Thứ hai đó là các bạn có thể nghe thông qua những cái audio trong cái bài học của các bạn. Mình biết rằng một cái giáo trình như thế thì nó sẽ có mỗi cái audio riêng. Và với một cái audio như thế thì nó sẽ có những cái bài nghe để cho các bạn nghe. Các bạn cũng có thể dựa vào nó để luyện nghe cho bản thân của các bạn. Và thứ ba đó là nghe qua podcast. Nghe qua podcast thì nó sẽ có rất là nhiều chủ đề, rất là đa dạng, các bạn có thể lựa chọn. Thì ở đây là những cái chủ đề và những cái trang podcast mà mình hay nghe. Các bạn có thể áp dụng và nghe nó để luyện nghe cho bản thân của các bạn. Tiếp theo đó là việc mà mình sẽ đề cập tới, đó là tận dụng những cái nguồn tài nguyên hiện có. Đó là gì ạ? YouTube và Google. Ở trên những kênh YouTube như thế thì sẽ có những cái giáo viên, người ta sẽ chỉ về cái việc học tiếng Đức, người ta sẽ hướng dẫn việc học tiếng Đức. Và đấy là những cái kênh mà mình hay nghe này. Đầu tiên là gì ạ? Benjamin Deutschler. Ông thầy này là ông ở Berlin. Mình rất là hay nghe, ông này chỉ rất là kỹ và dạy rất là tốt, cho nên là mình hay nghe ông này. Thứ hai, để luyện nghe đúng không? Luyện nói đúng không? Luyện quen với những cái âm mà người ta thường nói trong cuộc sống hàng ngày á, thì mình sẽ nghe trên đó là Easy Zeman. Với cái cặp vợ chồng này á, thì người ta làm những cái video về đời sống, những cái câu nói ngoài đường. Thì khi mình nghe xong, mình cũng có thể học theo những cái câu đó để mình có thể áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Và thứ ba, một cái kênh mà mình hay nghe nữa, đặc biệt là nghe trong lúc mình ngủ ấy, đó là gì ạ? Deutschland Durchreden, cái kênh này. Thì đấy là những cái đoạn hội thoại, những cái câu chuyện mà người ta sẽ kể bằng tiếng Đức. Các bạn có thể nghe, các bạn có thể lặp lại và các bạn có thể hiểu nó. Khi các bạn nghe, các bạn lặp lại này, nó sẽ tạo cho bản thân của các bạn là một cách nói tiếng Đức nó sẽ chỉnh chu hơn. Và khi các bạn lặp lại như thế, các bạn sẽ hiểu câu đó. Đấy, cái việc hiểu này nó sẽ giúp các bạn trau dồi vốn từ và cái cách người ta dùng từ khi người ta nói chuyện. Tiếp theo, để học tốt tiếng Đức á, một cái yếu tố không thể thiếu đó là cái việc luyện đọc và đọc thường xuyên. Ở đấy á, những cuốn sách các bạn phải đọc á, đó là những cuốn sách được người ta viết bằng tiếng Đức. Những cuốn sách như thế nó sẽ giúp cho các bạn đó là khi các bạn đọc, các bạn có thể cải thiện được cái văn của các bạn. Các bạn sẽ học được cách của người ta viết, các bạn sẽ học được cách mà người ta dùng từ. Thông qua việc đọc, các bạn có thể hiểu hơn và sử dụng văn phạm tiếng Đức một cách tốt hơn. Cái việc tiếp theo đó là gì ạ? Việc học tiếng Đức thông qua xem phim và nghe nhạc. Xem phim và nghe nhạc ở đây đó là bằng tiếng Đức nha các bạn. Khi các bạn học nhiều á, các bạn sẽ áp lực đúng không? Các bạn sẽ nghe nhạc. Vậy thay vì mình nghe những cái bài nhạc tiếng Việt á, thì các bạn hãy cố gắng nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Đức. Cái việc học thông qua những cái phương tiện giải trí như thế này á, thì nó rất là nhanh, nó rất là dễ tiếp thu các bạn. Và nó thực sự rất là hiệu quả khi mà các bạn làm những cái điều đó, đó là nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Đức. Cái cuối cùng mà mình không thể không nhắc đến ở đây đó là cái sự kiên trì và kỷ luật. Bắt buộc các bạn phải có cái yếu tố kiên trì và kỷ luật khi các bạn học tiếng Đức. Như các bạn đã biết, tiếng Đức là một cái ngôn ngữ khó và rất là khô khan, cho nên có rất là nhiều bạn bỏ giữa chừng. Thì người Đức người ta có một câu như thế này này: Die Übung macht den Meister. Có nghĩa là gì ạ? Luyện nhiều thì cũng sẽ thành tài thôi. Cho nên á, các bạn hãy cố gắng sắp xếp cho các bạn một cái lịch cụ thể, hãy đưa ra các bạn một cái plan để các bạn thực hiện nó. Hãy ép mình vào cái plan đó để các bạn học, chinh phục những cái mục tiêu mà mình đề ra. Và tất cả những cái phương pháp trên đó là những cái mà mình đã áp dụng cho bản thân mình để mình có thể học tốt tiếng Đức cho tới ngày bây giờ. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể áp dụng cho bản thân của các bạn và để các bạn có thể cải thiện tiếng Đức của bản thân. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video tới đây.
Và mình xin chúc các bạn học tiếng Đức thật tốt và sớm thực hiện ước mơ của mình, đó là sang Đức học tập và làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.